Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Sáng Tạo Hay Mỗi Ngày. Thì hôm nay có rất nhiều bạn hỏi mình những cái mạch mà công suất mà C5200 và A1943 đây, hoặc là cũng như là con D718 và B688, thì con nào thứ tự là con này hoặc là con này. Như thông thường là con này sẽ là C5200 nhé mọi người nhé. Đây, mình sẽ đặt lên cái tấm bìa cắt tông này để cho mọi người dễ hình dung nhé. Đó, đây. Đây. Và bây giờ mình sẽ nâng cái chân quay lên. Đó, hạ xuống như thế này. Đây. Thì con này nhá, con này chính là con đây, C5200. Không biết các bạn có nhìn thấy không? Và con này là A193 này, nó hơi mờ này. Đó, đây thì mình sẽ ghi A này. 1943 này. Đây, ngăn cách đây nhá. C5200. Rồi, đây. Thì các bạn nhìn vào như thế này và đấu nhá. Đó. Đây, thì video trước mình cũng có hướng dẫn và từng cái con linh kiện ở đây rồi. Mọi người chưa biết thì có thể xem lại nhá. Đó, đây. Thì cái con này chính là con C5200 này, A1943 là con này luôn. Đây. Các bạn phải câu mạch đúng y sự kiện như này nhá. Đó, đây. Mình sẽ để cho mọi như này mọi người nhìn biết đấy. Đây chính là nguồn 12V này. Đây, mình sẽ ghi là 12V cho. 12V. Đó. Đây. Thì nhìn như này mọi người chắc chắn là cũng có thể đấu được rồi. Thì cái nguồn cộng đây nhá. Đây, nguồn cộng đây. Nó ăn vào luôn của cộng loa và nguồn âm. Nguồn âm thì nó sẽ đi vào chân E của BCE của C5200 và sẽ đi vào chân C của A1943. Đó, còn chân giữa này sẽ đi vào chân có nghĩa là chân C của C5200 sẽ đi vào chân B của A1943. Đó. Và còn chân B này, chân B của C5200 sẽ qua một con điện trở thì và nối vào cái chân E này. Đó. Thì nếu anh em không biết là anh em có thể vào xem những video trước. Đó, mình sẽ để một cái link video đó ở bên dưới phần bình luận hoặc là mô tả, anh em có thể vào xem nhá. Thì video đó mình hướng dẫn rất là kỹ càng, anh em xem video đó thì 100% còn là có thể làm được. Rồi thì video mình kết thúc tại đây. Mình xin chúc tất cả mọi người có một ngày mới thật nhiều vui vẻ, thật nhiều tài lộc. Rồi, xin chào tạm biệt mọi người.